Nhanh nào, đến đây nào. Lại đây. Ngồi xuống đây đi, ngồi đi. Ngồi xuống đi. Anh ngồi đi. Ban ngày ban mặt định làm gì đây? Hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta vui vẻ cùng nhau, được không? Chỉ giỏi làm người ta cục hứng. Sinh nhật. Sinh nhật của em. Anh nhớ sinh nhật của em. Có phải nhớ nhầm rồi không? Nói mau, là cô gái nào? Anh nào có? Sinh nhật, ăn sinh nhật thôi. Hôm nay ấy, đừng làm mất hứng của em. Được rồi, nào, Thi Thi, Hi Hi à, vào đây nào. Đến ngay. Đây là... Vào đi. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Gì thế? Thư ký tăng của tòa thị chính nói, kêu anh đưa vài người đến tòa thị chính, hộ tống thị trưởng Mã về quê. Về quê. Ông trời ơi. Đây. Đang yên đang lành, về quê làm gì chứ? Không cần phải trông chừng chỗ này à? Không nói gì. Trung đội trưởng, đó là thị trưởng. Tập hợp. Tập hợp. Điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cậu và cậu ở lại, những người còn lại đi theo tôi. Xuất phát. Nhị thiếu gia, họ sẽ không phát hiện ra chứ? Chuyện này có ổn không? Không sao. Tôn Bằng không đang nghi như Phạm Chí Đăng đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, đã sớm la lên rồi. Đi xem Mã Cảnh, xem cậu ta chuẩn bị đến đâu rồi. Vâng. Ai đó? Là tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Tôi vừa nhận được tin Mã Chính Long mang theo đội bảo an về quê thị sát rồi. Về quê thị sát. Lúc này ông ấy về quê làm gì? Lẽ nào ông ấy cố tình? Đồng chí Việt nói anh ấy đã điều cảnh vệ đi rồi. Tôi đoán tối nay nhà kho của nhà ga chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Thị trưởng Mã đi rồi. Nhà kho ở nhà ga trống rỗng. Chắc là họ thông đồng với nhau. Xem ra kẻ thù của chúng ta đã mua chuộc được Mã Chính Long rồi. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Dương Phát. Có. Lập tức thông báo cho đội du kích trên núi thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Đã rõ. Lỡ đây là cái bẫy thì sao? Như vậy đi. Hãy để đội du kích mai phục cách nhà ga 5 dặm. Tôi sẽ theo dõi kho hàng. Một khi có động tĩnh, tôi sẽ bắn pháo hoa cảnh báo. Lần này dù có thế nào cũng phải lấy được lô đồng này. Nhân tiện, Thịnh Vương có biết những chuyện này không? Cậu ấy đến tìm cô, tôi nói cô đi rồi. Đừng nói là tối nay cậu ấy cũng đi chứ. Không quản được những chuyện này nữa, lấy được đồng trước rồi tính sau. Được. Điều duy nhất khiến chúng ta lo lắng lúc này chính là Quan Kiến Vinh. Người này không đơn giản. Hắn sẽ không mặc kệ để nhà ga cháy. Anh nghĩ hắn sẽ xuất hiện sao? Không có Quan Kiến Vinh, em gái tôi không quyết định được chuyện gì hết. Cô Chi Ma, cậu thấy võ công của Quan Kiến Vinh thế nào? Từ thân thủ của đệ tử hắn có thể thấy, có lẽ là một cao thủ. Kế hoạch tối nay, nếu Quan Kiến Vinh xuất hiện, đừng có đấu với hắn, mang theo súng. Nếu có thể thì triệt tiêu hắn. Vâng. Bây giờ phải xem có thể trông cậy vào Đỗ Tam Giang không. Đỗ Tam Giang này, trong mắt hắn chỉ có tiền. Chúng ta cho hắn phúc lợi lớn như vậy, hắn không có lý do gì không liều mạng. Vậy Đồng Thịnh Vương thì sao? Nó có thể làm gì chứ? Nếu hắn không biết điều, tôi sẽ không khách sáo với hắn. Không thể trì hoãn chuyện này. Một khi thất thủ, Mã Chính Long sẽ nghĩ gì về chúng ta? Kế hoạch tối nay buộc phải thành công. Vâng. Chú Quan, sao chú lại ở đây? Khá lắm. Đây thực sự là một vị trí quan sát tốt. Cậu làm gì ở đây? Tối nay
Có người muốn cướp đồng. Sao cậu biết? Sao không nói cho tôi biết? Chú đừng hỏi nữa. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Tôi biết chú đang lo tôi làm càn. Nhưng lần này tôi nhất định phải lật ngược thế cờ. Không thể để những người đó bỏ mạng vô ích. Chú Quang, chú cứ tin tôi một lần được không? Tôi làm mất đồng thì tôi tự lấy lại. Cậu lấy về kiểu gì? Chuyện này liên quan đến tòa thị chính. Sao cậu không nói với thị trưởng Mã? Thị trưởng Mã đã về quê rồi. Chúng ta tìm ông ấy ở đâu? Vậy thì cậu tìm Phạm Chí Đăng. Phạm Chí Đăng, anh ấy đang bận sinh con với vợ. Chúng ta đi không phải là làm phiền họ sao? Tất cả những thứ này đều do cậu chuẩn bị à? Chú Quang à, tôi không có bản lĩnh như vậy. Ai chuẩn bị chuyện này chắc chú cũng rõ. Ai muốn hại tôi thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết dù họ có tính kế hay đến đâu, cũng không ngờ rằng Đồng Thịnh Vương tôi đang chờ ở phía sau. Chú Quang, nếu chú đã đến rồi, tôi không còn gì để giấu chú nữa. Nhưng tôi hy vọng tốt nhất là chú đừng nhúng tay vào. Tôi không can thiệp. Vậy để cậu ở đây gây chuyện sao? Minh Nghị, đưa cậu ấy về. Chú Quang, nếu tôi không làm thế, trong mắt chú tôi mãi là một đứa trẻ không lớn. Chú đã nói với tôi làm người làm việc phải có trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm. Rắc rối tôi gây ra tôi tự chịu. Chú lo lắng cho tôi, vậy thì hãy nhìn tôi đây, xem Đồng Thịnh Vương tôi lần này có thể thắng không. Vả lại, tôi dám đảm bảo với chú, số đồng này không mất được đâu. Chú Quang, chú yên tâm đi, nhị thiếu gia đã sắp xếp xong rồi. Đợi đến khi lấy lại được đồng, hãy nhanh chóng mang về cho mẹ cậu, để mẹ cậu vui. Số đồng này tôi không thể đưa cho mẹ tôi. Đây là chuyện mà tôi đã hứa với Tần Diệp. Mặc dù bây giờ cô ấy không đòi tôi, nhưng tôi phải thực hiện điều tôi đã hứa với cô ấy. Chú Quang, chắc là chú biết lý do Tần Diệp nhất định phải có số đồng này. Cô ấy lấy đồng tuyệt đối không phải vì kiếm vài đồng bạc lẻ. Cậu còn biết gì nữa? Tôi không hỏi cô ấy, tôi chỉ tin cô ấy. Mẹ cậu có nỗi khổ của mẹ cậu. Mẹ tôi có nỗi khổ. Nhưng mẹ tôi có khổ đến đâu thì có khổ như họ không? Sư phụ, sư phụ nhìn xem. Nhanh nào, nhanh lên, khẩn trương lên. Bọn họ thật sự vẫn đến. Mã Cảnh, chuẩn bị đi. Rõ. Đi. Chú ý an toàn. Vâng. Tất cả những thứ này là gì? Mà bảo tôi đích thân dẫn người xuống núi. Một thứ rất quan trọng. Anh chỉ cần vận chuyển hàng, đừng tò mò những chuyện khác. Chúng tôi sẽ không thiếu anh một xu. Chuyển đi. Có người? Chẳng lẽ có mai phục? Tôi sẽ xử lý. Đỗ Tam Giang, thủ lĩnh thổ phỉ, mau chóng chuyển đi đi. Nhanh lên. Nhanh đi, mau lên. Mau. Cháy rồi, có hỏa hoạn. Người đâu? Nhà kho cháy rồi. Có người phóng hỏa. Mấy người này đang làm gì vậy? Cứ theo dõi tiếp rồi tính. Cháy rồi. Có cháy. Nhà kho cháy rồi. Có người phóng hỏa. Chú Quang, chúng ta có cần la cùng với họ không? Đừng làm bậy. Chú Quang à, kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Phật sắc, mau chuyển đi, rút mau. Sư phụ, số đồng đó. Đợi đã. Chú Quang, để họ đi đi. Tại sao? Chú Quang, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Sư phụ,
Nếu không đuổi theo thì không kịp đâu. Chú Quang, chú tin tôi một lần được không? Hai người này là ai? Một trong số đó là người tôi gọi tới để giúp đỡ. Chiêu thức của người đó sao lại giống người Nhật thế? Người đó có phải là người đã thương lão tứ không? Chiêu thức của hắn có vẻ giống. Sư phụ, đừng nói hắn là người Nhật chứ. Là Đồng Nhị thiếu gia, còn có chú Quan. Mặc kệ họ đi, đi, canh chừng đoàn xe, phải lấy được đồng. Rõ. Tại sao lại thả hắn đi? Phim được dịch, quả nhiên là cậu. Lồng tiếng tại Yifim TV. Anh Thắng à, mau chuyển đến chỗ của nhị thiếu gia, nhanh nào. Rõ, được rồi, mau chuyển đi, mau lên, nhanh đi. Cậu ám sát quỷ viên Trần là nhị thiếu gia cứu cậu rồi đưa ra khỏi thành đúng chứ? Đúng vậy. Cậu làm gì ở đây? Thằng nhóc này nhờ tôi giúp đỡ. Anh cũng thấy rồi đó. Tôi đã nói, nếu cậu quay lại Đông Hà, tôi sẽ phế võ công của cậu. Này, chờ đã, bình tĩnh. Hai người có thù gì vậy? Sao phải phế võ công của người ta? Tránh ra. Tôi không tránh. Tránh ra. Tôi. Hai người không được đánh nhau đâu đấy. Cho cậu một cơ hội nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ không nương tay đâu. Đi thôi. Đừng. Đại sư huynh của tôi ơi, tôi đang đứng ở đây. Anh có bản lĩnh thì tới đây. Phật sắc. Cậu đừng ép tôi. Không phải chứ? Hai người đợi đã. Anh là sư đệ của chú ấy hả? Chú Quang, chú là sư huynh của anh ấy. Vậy hai người là người một nhà à? Vậy hai người đang làm gì vậy? Tôi không quan tâm hai người có ân oán gì. Phật sắc, anh đã hứa với tôi giúp tôi bắt tên bịt mặt. Anh chưa bắt được thì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh không bắt được hắn cho tôi thì anh không xong với tôi đâu. Chú Quang, chú có muốn trừng phạt Phật sắc thì cũng phải để anh ta giúp tôi cho xong chứ. Không đến lấy thì tôi đi đây. Hẹn ngày gặp lại. Chú Quang, chú và anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện của cậu, bớt hỏi đi. Nhị thiếu gia, anh thật lợi hại, một thỏi đồng cũng không thiếu. Đi đi, mau biến đi, nhanh lên. Nhị thiếu gia, rốt cuộc bọn họ đã cướp cái gì đi vậy? Dù sao cũng không phải đồng. Vậy cậu chuẩn bị gửi đồng đến đâu? Dù sao cũng không mất được. Chú Quang, chú đã đồng ý với tôi, nhất ngôn cửu định, chú không được đổi ý đâu đấy. Hay là chú cứ nói thẳng với tôi đi. Rốt cuộc chú có thả tôi hay không? Nếu chú cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, vậy thì bây giờ chú hãy trói tôi, rồi đưa tôi với đồng về chỗ mẹ tôi đi. Người Nhật. Tần Diệp, thế nào rồi? Mọi người vất vả rồi, thổ phỉ đã cướp đồng. Bọn họ sẽ đến đây ngay. Dừng lại. Tại sao chúng ta vừa vào nhà kho thì liền có người kêu cháy? Quá là kỳ lạ. Xe đồ này không đơn giản. Đi mở ra xem thử. Là bảo bối quái quỷ gì vậy? Vâng. Tam gia, trong đây toàn là đá. Cái gì? Đá sao? Ông đây đã đùa với lửa cả đời. Không ngờ bây giờ lại bị lửa thiêu cháy.
Tam gia, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là quay lại? Quay lại sao? Kéo một đống đá vô dụng quay lại à? Chuyện này bọn chúng chưa xong với ông đây đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Về sơn trại trước đã. Nhanh lên nào, mau lên. Nào, nhanh lên. Đội trưởng Tần, trong này toàn là đá. Cô xem, bên trong toàn là đá thôi. Cô nhìn này, làm sao có thể như thế được? Nhàn rỗi quá nhỉ. Cũng tạm được. Anh cả, uống một ly đi. Không uống. Mẹ có việc tìm em kìa. Đi với anh đi. Anh cả, chắc không phải mẹ lại muốn nhốt em đâu nhỉ. Thật không ngờ người Nhật Bản thật sự nhúng tay vào chuyện này. Người đó thân phận không đơn giản. Thị trưởng Mã, ông ta đi cũng rất kỳ lạ. Anh nghĩ xem, có khi nào là cấu kết với người Nhật không? Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được. Thế cục trước mắt càng ngày càng căng thẳng. Những kẻ nhắm vào đồng gia chúng ta cũng ngày càng nhiều. Anh Quang, bất kể là người Nhật hay là bất kỳ ai, thì đồng gia chúng tôi cũng không thể chọc nổi. Tối qua may nhờ có Thịnh Vương thông minh, nếu không thì đồng thực sự sẽ bị cướp hết rồi. Thịnh Vương sao? Vì thiếu gia nhà cô. Chuyện nhỏ thì làm ẩu tả, chuyện lớn thì lại rất lanh lợi. Không ai hiểu con bằng mẹ. Đứa con trai này tôi không lo lắng việc gì khác, chỉ là sợ nó rơi vào tay phụ nữ thôi. Tôi thật sự hy vọng cái cô Tần dịp này đừng bao giờ quay lại nữa. Cô Tần này chắc là sẽ biết chừng mực. Đồng phu nhân, không có sự đồng ý của cô thì tôi đã thả đồng đi rồi. Hy vọng cô có thể hiểu. Anh Quang, anh nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh làm việc mà tôi còn không yên tâm sao? Nếu anh thả thì chắc chắn là có lý do để thả. Mặc dù tôi chỉ là một người phụ nữ, nhưng có một số đạo lý tôi vẫn hiểu được. Nếu số đồng đó có thể đưa lên tỉnh, vậy tại sao không thể đưa cho bên kia? Đều là người Trung Quốc cả. Mẹ, chú Quang. Mẹ, mẹ tìm con à? Chú Quang, chú cũng ở đây sao? Chú Quang của con đã nói chuyện của con cho mẹ biết rồi. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Y. Tất cả mọi chuyện đều do một mình con làm. Muốn đánh muốn phạt thì mẹ cứ làm đi. Hôm nay nhị thiếu gia của chúng ta làm sao vậy? Trước giờ chưa từng thấy con cam tâm tình nguyện chịu phạt như thế. Có phải con nghĩ là con có công giữ lại được đồng thì mẹ sẽ không phạt con không? Con không dám. Đủ lông đủ cánh rồi. Anh Quang, sau này tôi sẽ giao đứa con này cho anh.
để nó theo anh học cách làm việc và học cách làm người. Muốn đánh muốn mắng gì thì tùy anh. Cho dù anh có đánh ngủm nó thì tôi cũng sẽ không oán thán nửa lời. Phu nhân, thật sự yên tâm sao? Mẹ ơi, hay là mẹ cứ đánh con đi. Thị trưởng Mã, ngài trở về rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn sao? Bọn thổ phỉ đã cướp sạch kho ở nhà ga của chúng ta. Đồng trong kho mất hết rồi. Cậu làm việc kiểu gì thế? Tôi mới đi được 2 ngày mà đã có chuyện lớn xảy ra. Cậu làm đại đội trưởng kiểu gì vậy hả? Thị trưởng Mã, ông đã trở lại rồi. Ông lại có việc gì nữa? Chuyện này vào văn phòng rồi nói. Cái gì? Toàn là đá sao? Chứ còn sao nữa. Sáng hôm nay Đỗ Tam Giang còn phái người đến đòi tôi giải thích. Tôi biết tìm ai để nói lý lẽ đây? Thị trưởng Mã, đừng nói là ông thay xà đổi cục, chơi hai mặt chứ. Vớ va vớ vẩn. Nếu tôi đã đồng ý với ông thì sao tôi có thể chơi hai mặt được? Ông thật sự không biết chuyện sao? Người đâu? Gọi Phạm Chí Đăng và Tôn Bằng đến cho tôi. Tần Diệp, nhiệm vụ thất bại rồi. Cô cũng đừng quá tự trách. Cô đã nghĩ hết mọi cách rồi. Trách tôi đã nghĩ nhiệm vụ này quá đơn giản. Bất kể tổ chức muốn xử lý tôi như thế nào, tôi đều chấp nhận. Tôi chỉ lo xưởng công binh. Không có đồng nhung thì không thể làm đạn được. Các chiến sĩ phải làm sao đây? Vẹt đề nghị cô lập tức rời khỏi Đông Hà. Tôi biết rồi. Nhiệm vụ này thất bại, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi cũng sẵn lòng tiếp nhận hình phạt của tổ chức. Hy vọng sau khi trở về, cô sẽ không nản lòng. Tôi đi ra ngoài một chuyến đây. Đã đến lúc này rồi. Chắc không phải cô đi tìm nhị thiếu gia kia chứ? Tôi đã đưa tiền đặt cọc cho cậu ta. Đó là kinh phí của tổ chức. Tôi phải đi lấy lại. Đây chỉ là cái cớ thôi. Các người muốn nghỉ sao thì nghỉ đi. Tôi muốn ra ngoài. Tôi hỏi cậu, nhà kho là do cậu trông chừng sao? Vâng, là do tôi theo dõi. Chỉ có hôm qua là tôi về quê với ngài thôi. Có người nào từng vào đó không? Trước đây thì đồng nhị thiếu gia dẫn theo một người bán đồ cổ đi vào. Nói là có lô hàng sắp nhập kho. Cái đó tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì cả. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi biết ăn nói thế nào với đồng gia và tỉnh phủ đây. Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi điều tra cho tôi đi. Vâng. Nhất định là thằng nhóc Phối Thịnh Vương làm. Bây giờ vẫn quá sớm để đưa ra kết luận. Vấn đề là chúng ta phải ăn nói với đồng gia thế nào? Sao có thể biến thành đá chứ? Chắc chắn là có ai đó đã động tay vào. Chúng ta đều bị tên Đồng Thịnh Vương kia chơi đùa rồi. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp tên Đồng Thịnh Vương ngang ngược vô lý đó nhất. Tôi không nghĩ cậu ta tâm cơ lớn như thế đâu. Phim được dịch thuyết minh. Tôi nghĩ là nhất định là do bạn học nữ của cậu ta ở phía sau giúp cậu ta bày mưu tính kế. Tại sao mà Chính Long không bắt hắn lại? Sao mà bắt được? Bằng chứng đâu? Đồng, không được đưa về mỏ sao? Tất nhiên là không. Một khi đưa về mỏ thì khác nào nói đồng gia có liên quan chứ. Có vẻ như Đồng Thịnh Vương đã không giao đồng về nhà, mà rất có thể là đã giao cho Tần Diệp đó rồi. Chắc hắn không ngốc như vậy chứ. Hắn không ngốc. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là cháu trai của anh là cộng sản.
Chuyện đó là không thể nào. Vì thế trước đây chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn đang giả vờ. Đồng bị mất. Chắc là ở tỉnh phái người đến rồi. Ai tới cũng vô dụng thôi. Đỗ Tam Giang đã bị người ta bắt tận mặt rồi. Chúng ta làm sao có thể vu khống cho cộng sản được? Miễn là đồng bị mất thì đồng gia sẽ không thoát khỏi liên quan. Nhị thiếu gia, dù trong lòng anh bực bội thì cũng không thể trút lên tôi được đúng chứ? Trong lòng tôi bực bội gì chứ? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Trong vòng 3 ngày Tần tiểu thư chắc chắn sẽ đến cầu xin anh. Vậy hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Nhị thiếu gia, cô Tần đến rồi. Cô ấy muốn gặp cậu. Nhị thiếu gia, anh đoán chuẩn ghê. Nói đúng luôn nè. Nói nhảm cái gì đó. Mau biến đi. Dạ vâng, tôi biến. Này, chú Phúc, chú mau mời cô Tần vào đi. Tới rồi đó. Đi, chúng ta đi thôi. Tìm tôi có chuyện gì? Ngại ngùng làm gì chứ? Có chuyện gì muốn xin tôi thì cứ nói ra thôi. Cô sao vậy? Ai chọc cô không vui à? Tôi phải đi rồi. Tôi đến đây để tạm biệt cậu. Sao mà vừa gặp cô đã nói lời tạm biệt? Có gì mới mẻ hơn không hả? Đồng lấy được chưa mà cô đã đòi đi? Tôi không mua nữa. Không mua nữa. Tại sao chứ? Không mua nữa là không mua nữa. Cậu đừng hỏi nữa. Đồng, tôi không để cho cô mua nữa. Tặng cô luôn được không? Đồng Thịnh Vương, lúc nào rồi mà cậu còn chọc tôi nữa? Thấy vui lắm à? Tôi chọc cô hồi nào? Những gì tôi nói là thật. Đồng ở trong tay cậu đúng không? Cô phản ứng chậm quá đấy. Thật sao? Đồng ở đâu? Mau dẫn tôi đi. Cô đừng kích động như vậy chứ. Muốn đồng? Không thành vấn đề. Chỉ có điều chúng ta phải bàn bạc điều kiện trước đã. Thế cô đã từng đồng ý với tôi chuyện gì? Nói ra nghe thử đi. Chúng ta xác nhận lại. Tôi đồng ý viết thư cho các bạn trong lớp xin lỗi cậu. Thế là hết rồi. Hết rồi. Tôi nói này cô Tần, đồng này, đúng là cô không cần nữa. Được, tôi đồng ý làm bạn, bạn gái của cậu. Giờ mới đúng nè. Nghiêm túc đấy Tần Diệp. Ban đầu tôi còn nghi ngờ rốt cuộc cô cần đồng để làm gì. Nhưng sau khi tiếp xúc với cô thì tôi đã biết rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Một chữ cũng không. Biết rồi thì tốt. Cậu cười gì? Tôi cười vì Tần Diệp. Vẫn là Tần Diệp mà tôi biết. Cô không hề thay đổi. Tôi muốn nhìn thấy đồng ngay bây giờ. Lần này lấy được đồng, cô sẽ không đi nữa đúng chứ? Tôi vẫn phải đi.
Nghĩa là sao? Tôi sẽ quay lại mà. Khi nào quay lại? Một tháng. Nửa năm. Năm năm. Mười năm. Chuyện này, tôi hiện giờ tôi cũng không dám chắc. Đừng chuyển nữa. Tôi đổi ý rồi. Đồng Thịnh Vương, cậu làm gì thế? Cậu đừng gây sự nữa có được không vậy? Gây sự? Trong mắt Tần Diệp cô, tôi vẫn luôn gây sự đúng không? Tôi đốt mỏ đồng nhà mình, tôi phí hết tâm tư sức lực giúp cô lấy được đồng. Cô nói tôi gây sự. Từ giờ tôi sẽ không gây sự nữa. Tôi biết rồi. Những gì trước đó cô nói với tôi đều là gạt tôi. Tôi sẽ không tin cô nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cậu có thể đừng trẻ con nữa được không vậy? Tần Diệp, Đồng Thịnh Vương, tôi có giống tên ngốc không? Chẳng lẽ tôi còn không biết? Sau khi cô bỏ đi thì sẽ không quay lại nữa. Có ai làm bạn gái giống như cô không? Ai nói với cậu tôi sẽ không quay lại nữa? Tôi chắc chắn sẽ quay lại. Tôi có chuyện cần phải làm. Có gì quan trọng hơn chuyện làm bạn gái của tôi? Có. Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Tôi hy vọng cậu hiểu được tôi đang làm gì. Tôi đang nói gì? Tôi không biết, tôi không hiểu. Được. Tôi chấp nhận. Tất cả là do tôi ngu. Đồng, cô lấy đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Đồng Thịnh Vương, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi mà cậu vẫn không biết đối thủ của mình là ai sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết Tần Diệp cô là kẻ lừa đảo. Là kẻ lừa đảo đáng ghét. Tôi hận cô. Nhị thiếu gia, phim được dịch thuyết minh làm sao đây? Tại Yfim TV. Chuyển đồng đi trước đi. Sau này tôi sẽ giải thích với cậu ấy. Nào, làm tiếp đi. Cục chặt một chút, nhanh đi. Xong rồi. Đi thôi. Tần Diệp, cô hãy nhớ lấy. Thù này không báo không phải quân tử. Rồi sẽ có ngày tôi khiến cô, khiến cô phải ngoan ngoãn cầu xin tôi, cưới cô. Cửa không khóa, không có chân à? Vào đi. Có gì thì nói nhanh đi, ông đây đang không vui. Cái tên này là anh đấy à? Tôi cứ tưởng là Tiểu Thắng chứ. Cho dù có người thuê tôi khử cậu, tôi cũng sẽ không nhận. Bởi vì trừ khử cậu không có chút độ khó nào. Anh là anh tôi, sao mà trừ khử tôi được chứ, đúng không? Tôi hỏi anh, anh với chú Quan là sư huynh đệ thật hả? Sao tôi lại không biết thế? Còn nữa, tại sao trong hai người gượng gạo quá vậy? Chuyện của 20 năm trước rồi, hỏi để làm gì? Có phải là, có phải hai người cùng thích một cô gái? Sau đó, được rồi, tôi nói xạm đấy. Tên người Nhật kia biến mất rồi. Tôi đoán là hắn ta sẽ biến mất một khoảng thời gian để tránh né nguy hiểm. Anh không tóm được hắn hả? Kệ đi, coi như mạng hắn lớn. Trong mỏ nhà cậu có một kẻ tên là Kim Bình An. Đúng vậy, Kim quản sự. Cái tên đó có vấn đề. Tôi phải điều tra cho ra. Khỏi phải tra nữa, bọn chúng là đồng bọn. Phải rồi, có một tiệm ăn tên là Phúc Mãn Lầu. Phúc Mãn Lầu sao vậy? Của cậu tôi mở đó.
Cái tên mà tôi theo dõi thường xuyên đến Phúc Mãn Lầu. Cậu để ý một chút. Không phải chứ? Ý của anh là cậu của tôi che giấu người Nhật? Căng thẳng cái gì? Tôi chỉ đoán thôi. Anh đa nghi rồi. Tên kia sống ở đó cũng bình thường mà. Cậu của tôi mở tiệm, đâu có lý nào không cho khách ăn ở chứ. Hơn nữa, chuyện làm giả thân phận cũng đâu phải chuyện gì khó. Tôi phải trở về núi rồi. Khi nào có tin tức của kẻ bịt mặt kia, tôi sẽ đi xử lý. Tên Kim Bình An kia cậu định thế nào? Có muốn tôi thử hắn cho cậu không? Tên đó ẩn nấp trong nhà tôi lâu như vậy, vô duyên vô cớ đi chầu ông bà, thì hời cho hắn quá. Tôi có cách xử lý hắn rồi. Đi về nhà mau lên. Anh kéo gì mà kéo? Anh dám làm mà không dám nhận hả? Có gì thì về nhà rồi nói. Ở đây ồn ào cái gì? Về gì mà về? Anh nói rõ ràng cho tôi. Anh mà không nói rõ ràng thì anh không xong với tôi đâu. Này bà già, bà hung dữ vậy làm gì? Đúng vậy, tôi chính là người phụ nữ anh ấy nuôi ở ngoài đó. Làm sao? Đồ đàn bà lăng loàn. Chẳng phải bà cũng ghen tị? Tôi có cái này, bà không có sao? Sợi này chắc mắc lắm nhỉ. Kim Bình An, ở nhà thì khóc than kêu nghèo với tôi. Anh mang tiền cho con ả này rồi đúng không? Ngọc Hân, anh không có. Tiền lương tháng nào anh cũng đưa cho em hết mà. Hôm nay tôi sẽ để cho bà được mở mang tầm mắt. Nhìn đây nè, đây là hàng Đông Dương chính hiệu đó. Có tiền bà cũng không mua được đâu. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Y. Anh đánh em. Cô ăn nói linh tinh gì đó. Hàng Đông Dương hả? Thế là hàng của Nhật rồi. Lấy ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi. Không có đâu. Làm gì có chứ. Cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Ai nói bậy chứ? Em nói gì sai sao? Anh còn đánh em trước mặt bà già này. Cô còn dám nói linh tinh nữa. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Kim Bình An, anh dám đánh em. Bây giờ anh đi theo người Nhật, chuyện xấu xa gì anh cũng làm ra được. Kim quản sự, hay lắm. Nếu không phải hôm nay vợ chồng hai người cãi nhau, chúng tôi vẫn chẳng hay biết gì. Không đâu, đại thiếu gia. Không có, tôi thật sự không có mà. Đại thiếu gia, chú quan, chú hãy xử lý đi. Chú quan, Minh Nghị, đưa Kim quản sự đến đội bảo an. Chú quan, đừng mà, chú quan, tôi bị oan mà. Chú quan, tin tôi đi, tôi bị oan mà. Chồng ơi, anh ơi, chồng ơi. Chú quan, chú rất oai đấy. Đây lại là vở kịch cậu bày ra đúng chứ? Chiếu tướng, đại ca. Nhị thiếu gia, hai đồ cùi bắp các anh còn ở đây chơi cờ nữa. Hai chúng tôi chơi dở hay không thì chọc gì đến cậu? Chạy đến chỗ tôi làm gì? Bắt người, các anh không có bản lĩnh bắt. Tôi đã bắt thay các anh rồi. Đồng Thịnh Vương tôi biết, tự tiện bắt giữ người khác là phạm pháp, cho nên tôi mới bắt người đưa qua đây cho các anh thẩm vấn. Bao nhiêu ngày rồi, dù có thẩm vấn thì cũng phải đợi tôi điều tra rõ ràng. Được, đừng trách tôi không nhắc nhở các anh. Hắn cấu kết với người Nhật, cẩn thận hắn bị người ta diệt khẩu. Cái này đúng đấy. Hai người nói xem, tên này mà bị khử ở ngay trong đội bảo an, vậy thì sẽ đặc sắc lắm đây. Anh coi kìa, nhưng cậu ta đã nhắc nhở chúng ta, chúng ta nên tranh thủ thẩm vấn anh ta đi. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, bên trên đòi người, nhưng người thì mất. Thằng nhóc Đồng Gia ấy, nó mà bắt được thóp, nó kiện lên tỉnh thì sẽ càng rắc rối. Cậu phái thêm người trông coi anh ta cho kỹ. Tôi hiểu rồi. Đã tìm người rồi, sẽ cứu anh ra ngoài, đừng nói lung tung.
Đồng phu nhân, bà tới đây chắc là vì lô đồng đó. Người cướp đồng không để lại manh mối nào. Chuyện này rất khó có kết quả. Theo phân tích của tôi, có thể là bọn cướp trên núi gần đó gây ra. Tôi cũng đang chuẩn bị báo cáo với tỉnh thành. Tôi nghĩ bên phía tỉnh thành cũng nhất định sẽ rất coi trọng. Về phần tổn thất của đồng gia, cũng nên có lời giải thích. Thị trưởng Mã không phải đang gặp khó khăn vì không có bất kỳ manh mối nào sao? Hôm nay tôi và anh Quang tới đây chính là để cung cấp manh mối cho ông. Mời bà nói. Người trộm đồng là người Nhật. Phim được dịch, thuyết minh và người Nhật sao? Thị trưởng Mã, lúc đó tôi cũng ở hiện trường. Đó là thân thủ của võ sĩ Nhật Bản. Dù là loại võ công gì đi nữa, đối với chúng tôi mà nói, đó là điều không thể giấu được. Manh mối này quan trọng quá, đúng chứ? Nhưng mà Quan sư phụ, theo phán đoán của riêng ông kết luận chuyện này có liên quan đến người Nhật. Chuyện này có phải là hơi miễn cưỡng rồi không? Thị trưởng Mã, Kim Bình An không phải đã được đưa tới đội bảo an rồi sao? Vợ của cậu ta cũng nói rằng cậu ta có quan hệ với người Nhật. Chỉ cần thị trưởng Mã thẩm vấn một chút, không phải là biết hết sao? Không có bằng chứng, chuyện này rất khó giải quyết. Ông nói cậu ta là Hán Giang thì cậu ta là Hán Giang à? Còn nữa, đồng phu nhân, có chuyện tôi vẫn chưa nói với bà. Theo như đội bảo an báo cáo, trước khi xảy ra sự việc, nhị thiếu gia nhà bà đã đến nhà kho. Nếu chuyện này được điều tra ra, tôi nghĩ nhị thiếu gia cũng không thoát khỏi liên can. Thị trưởng Mã, Thịnh Vương có liên quan gì đến chuyện này hay không? Ông có thể đi điều tra. Một khi thật sự có liên quan, tôi tuyệt đối không bao che. Chỉ hy vọng thị trưởng Mã mau chóng cho đồng gia chúng tôi một lời giải thích. Ngoài ra bên phía tỉnh thành, tôi cũng sẽ gửi điện tín để thúc giục việc này. Tóm lại là đúng hay sai, tôi cũng nhất định phải làm rõ. Phu nhân à, bà không cần phải vội đâu, bà yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà một lời giải thích. Tôi vẫn lo lắng lắm. Tôi thật sự sợ họ sẽ điều tra ra gì đó về thằng hai. Cô đừng lo. Việc nhị thiếu gia đánh tráo đồng, chỉ có tôi với cô Tần biết, và người cướp đồng biết thôi. Cho dù Mã Chính Long biết, ông ta cũng không dám nói đâu. Sao ông ta biết được thứ bị cướp là đá? Ai nói với ông ta là người cướp đồng sao? Vậy ông ta có quan hệ gì với người cướp đồng? Nếu nói như vậy, xem ra thị trưởng Mã quả thực là có nỗi khổ trong lòng mà không thể nói ra. Nhưng nếu Mã Chính Long thông đồng với họ, chúng ta sẽ khó mà xử lý. Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Để lại lộ phí qua đường. Không có lộ phí thì để lại vật định tình cho em à. Đẹp lắm, đẹp lắm hả? Tất nhiên là đẹp rồi. Của tổ tiên nhà anh truyền lại đó.
không phải anh mua đâu. Cha mẹ đặt đâu? Con ngồi đó. Con phải gả vào Đồng gia. Cha à, phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Nếu tiếng tại Yfim TV. Võ gia sẽ không qua được kiếp nạn này đâu. Cả gia tộc bây giờ dựa cả vào con đó. Thị trưởng Mã, ông tìm tôi đấy à? Ông với Đặng Hạo Văn đã tìm Đỗ Tam Giang. Tôi đã rất khoan dung rồi. Tại sao người cướp đồng lại biến thành người Nhật? Các người tìm người nào mà không được? Sao lại liên quan đến người Nhật? Người Nhật? Không thể nào. Tôi đã nói với ông rồi, người mà tôi tìm là Đỗ Tam Giang. Ông còn giả mồm với tôi à? Quan Kiến Vinh đã ở hiện trường. Lẽ nào ông ta nhìn nhầm sao? Trời đất chứng giám, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không dính dáng gì với người Nhật. Vậy là Đặng Hạo Văn? Điều đó càng không thể. Sản nghiệp của ông Đặng lớn như vậy, ông ta, nếu ông ta có quan hệ với người Nhật, vậy thì việc buôn bán không phải tiêu luôn sao? Ông ta là một người thông minh, sẽ không vì ham nhỏ mà mất lớn đâu. Vậy ông giải thích thế nào về việc xuất hiện người Nhật? Có lẽ là ông quan nhìn nhầm rồi. Dù sao cũng không có bằng chứng, một mình ông ta nói thì đâu có tính. Quan đại hiệp của Đông Hà, lời ông ta nói còn trọng lượng hơn tôi đó. Ông nói ông ta nhìn nhầm. Còn nữa, lần trước Đồng Thịnh Vương tự trộm đồng của nhà mình, sao ông biết được? Tôi không phải Kim Bình An nói cho ông biết sao? Tôi nói cho ông biết, Kim Bình An đã bị bại lộ rồi. Cậu ta đang bị nhốt trong đội bảo an kìa. Tại sao tôi trì trệ chưa thẩm vấn cậu ta? Vì tôi sợ cậu ta sẽ nói ra ông có liên quan. Ông nói thật cho tôi biết, Võ Thượng, rốt cuộc thì ông có liên quan tới người Nhật không? Tôi đã nói rồi, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không có. Ông nói rõ cho tôi đi. Ông với ông Đặng muốn mỏ Bắc Sơn, đàn áp Đồng gia, tôi đều có thể giúp ông. Nhưng liên quan đến người Nhật, đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen. Với tình hình hiện nay, thông đồng với người Nhật không còn đường sống đâu. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nếu như phát hiện ra, nếu ông dám lấy tôi ra làm lá chắn, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Thị trưởng Mã, phim được dịch chuyện này và Lồng Tiếng tại có lẽ thật sự có ẩn tình gì đó. Tôi cũng có thể bị người khác lợi dụng. Nhưng ông yên tâm, bất kể là xảy ra chuyện gì, dù sống hay chết, thì để một mình tôi chịu. Tuyệt đối sẽ không để liên lụy tới ông. Vì tình bạn nhiều năm, tôi cũng không muốn chuyện này có liên quan đến ông.
Nhưng ông cũng biết, thằng nhóc Đồng Thịnh Vương đó, nếu tôi giải quyết chuyện này một cách qua loa, cậu ta chắc chắn sẽ làm loạn. Cô em gái kia của ông cũng sẽ nghi ngờ chuyện này. Cô ta sẽ báo cho tỉnh phủ. Chuyện này cả tôi và ông đều không gánh vác nổi đâu. Sao chúng ta phải gánh vác chứ? Cái tên Kim Bình An đó, nếu ông không muốn xét xử thì đưa cậu ta tới tỉnh thành để xét xử đi. Ông không sợ à? Tôi sợ cái gì chứ? Để tỉnh phủ xét xử đi. Vừa hay tôi cũng được trả lại sự trong sạch. Được rồi, vậy thì đưa đến tỉnh phủ. Đội trưởng, đây là quê của anh à? Tôi đã nói với cậu thế nào hả? Anh à, mấy năm rồi anh không về phải không? 3 năm rồi. Tôi không biết đã thay đổi nhiều tới vậy. Sao số tôi khổ thế này? Bên trên thì ra lệnh, bên dưới thì chạy đôn chạy đáo. Tên đáng ghét này, anh muốn hại tôi đấy à? Anh Tôn, tôi xin anh đó, lên tỉnh tôi chỉ có nước mất mạng thôi. Anh Tôn, xin anh hãy giúp tôi, có được không? Anh muốn cái gì tôi cũng cho anh hết. Anh Tôn, anh không tới tỉnh thì tôi cũng không được sống. Mau lên. Anh Tôn, lên đi. Lên mau. Anh Tôn, bây giờ Mã Chính Long đã nhận ra tôi qua lại với người Nhật nên đã vội vàng vạch rõ ranh giới với tôi. Cho nên tôi mới đưa ra lời khuyên cho ông ta đưa Kim Bình An tới tỉnh phủ để xét xử. Ông ta đã lên con thuyền này thì khó mà xuống được. Bản thân ông ta chắc cũng nhận ra điều này. Đưa người đến tỉnh phủ cũng được. Vừa hay có thể nói với tỉnh phủ về việc Đồng Thịnh Vương trọng đồng. Nhưng tôi lo Kim Bình An sẽ cắn bừa. Cậu ta chỉ liên lạc với Cô Chi Ma, họ không bắt được Cô Chi Ma đâu. Miễn là không liên quan đến anh với tôi, anh còn lo gì nữa chứ? Dù sao thằng nhóc đó cũng không sống được. Cứ để cậu ta mất mạng ở tỉnh phủ đi. Mất mạng cũng có chút giá trị. Cô gái này lấy được đồng là chạy ngay, vô tình vô nghĩa. Nhị thiếu gia, thật ra cô gái ở ngoại tỉnh này không tốt bằng địa phương chúng ta đâu. Chúng ta cứ lấy chị Hà làm ví dụ đi. Mặc dù chị ấy hung dữ với người khác, nhưng chị ấy sẽ không lừa anh. Cảm giác bị đánh, bị mắng thật sự không dễ chịu gì, nhưng tốt hơn so với việc lừa anh mà. Cậu lải nhải nữa tôi xử cậu luôn đó. Đợi đã nào, tôi không lải nhải nữa. Nếu tâm trạng anh không tốt thì anh nhìn cứu quốc của chúng ta đi. Vẫn là cứu quốc của tôi tốt. Phúc quản gia à, đại thiếu gia thật sự là ân nhân của tôi. Ngày nào tôi cũng xin Đức Phật phù hộ cho cậu ấy. Này, Phúc quản gia, đại thiếu gia với Lê Giang. Được rồi, đây là chuyện ông nên hỏi sao? Tháng này mấy lần rồi? Nếu còn có lần sau, không cần đại thiếu gia thì tôi sẽ tìm người đánh đuổi ông đó. Đi đi, được. Phúc quản gia, nhị thiếu gia, người thân của ông à? Tôi nào có loại người thân như vậy chứ? Không phải người thân mà ông cho ông ta tiền à? Là chủ của Lê Giang. Tên này tham lam vô độ, sớm muộn cũng là tai họa. Chú của Lê Giang. Nhị thiếu gia, Lê Giang lúc đó là bị chú bán đến phủ chúng ta đấy. Sao còn đòi tiền nữa vậy? Ai biết được. Trước đây chẳng bao giờ qua lại, dạo này không biết kiểu gì cứ tới đòi tiền. Cũng là vì đại thiếu gia tốt tính. Được rồi, tôi biết rồi, ông vào trước đi. Thiếu gia, đừng nhìn nữa, chúng ta cũng vào đi. Vào cái gì mà vào? Không thấy lão già đó sắp ăn thịt anh trai tôi sao? Anh trai tôi tốt bụng, nhưng tôi không phải người tốt. Đi, để xem.
Ông ta lấy tiền để làm gì? Đặt rồi thì lấy tay ra. Tôi đặt tài, tôi đặt xỉu. Xong chưa? Rút tay về đi. Để tôi nói cho các người biết, có lẽ vận may của tôi đã đến. Cháu gái tôi sau này là người của đại thiếu gia Đồng gia rồi. Sau này các người cứ nhìn tôi đếm tiền đi. Nào mọi người, đặt cược đi nào. Nào, đặt cược đi. Cái thứ bỏ đi này, dám lấy tiền của nhà chúng tôi để đánh bạc, xem tôi xử lý ông thế nào. Đừng mà, nhị thiếu gia, tha cho tôi đi. Thằng nhóc này đến đây làm loạn đấy à? Ông bị mù hả? Nhị thiếu gia Đồng gia ở đây, ông thử động vào xem. Cái tên này ai cho chạy hả? Phải làm sao đây? Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi báo cáo với chủ nhân đi. Vâng. Đứng lại cho tôi. Mau đứng lại. Chạy hả? Này thì chạy này. Nhị thiếu gia, tha mạng cho tôi đi. Nhị thiếu gia, tha mạng sao? Ông dám vòi tiền Đồng gia chúng tôi hả? Lấy tiền làm gì không làm, lại đi đánh bạc. Hôm nay tôi sẽ thay anh cả tôi dạy cho ông một bài học. Tha mạng đi. Thiếu gia ơi, hãy cứu mạng tôi với. Được đấy. Đồng nhị thiếu gia, oai phong như vậy sao? Mã thiếu gia, mã mặt ngựa. Cậu phi về đây hồi nào vậy? Cậu mau buông tay ra. Thiếu gia, cứu tôi với. Hắn muốn đánh tôi. Ông yên tâm đi. Tôi cực kỳ gai mắt. Kẻ vô lại cậy thế ức hiếp người dân. Tôi cũng gai mắt. Loại người thích tỏ ra nguy hiểm. Mấy năm không gặp mà cậu vẫn giữ mấy thói xấu đó nhỉ? Mấy năm không gặp mà cậu vẫn xấu tính như xưa nhỉ? Chó ngoan không cản đường. Cậu tránh ra cho tôi. Hôm nay tôi rất có hứng thú. Lo việc bao đồng. Được thôi. Hôm nay ông đây sẽ đánh với cậu một trận. Đừng xen vào, nhị thiếu gia, không phải chuyện của cậu. Tên nhóc thối. Đừng đánh nữa. Hai người đừng đánh, đừng đánh nữa mà. Hai người dừng lại đi. Đừng đánh nữa. Còn đứng nhìn làm gì hả? Mau kéo hai người bọn họ ra đi. Kéo ra đi. Tôi phải cho cậu biết tay. Tôi sẽ lột da cậu. Hai vị thiếu gia này, bạn bè nhiều năm không gặp, sao vừa gặp đã đánh nhau rồi? Đây là chiêu gì vậy? Mê tung quyền. Hay là chúng tôi buông tay để hai người đánh tiếp nhé? Đội trưởng, thì ra trước đây anh sống ở đây. Không tệ. Phim được dịch, thuyết minh, xa hoa thật đấy. Lần này chúng ta tới đây làm nhiệm vụ. Vâng. Cậu giúp tôi điều tra một người. Người đó tên là Ngọc Uyên. Ngọc Uyên là một cô gái đúng không? Tôi bảo cậu điều tra thì điều tra đi. Được. Không biết người đánh nhau với anh có biết hay không? Hay là đi hỏi anh ta. Cậu ta, tôi tội gì phải cầu xin cậu ta. Tôi sẽ đi tra. Anh à, cái tên vừa đánh nhau với anh có phải là tên công tử Bột mà anh nói không? Hắn chứ còn ai nữa. Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chúng tôi gặp nhau thì không có lúc nào là không đánh nhau. Anh xem đi, vừa về mà đã gặp phải chuyện này. Hay là để bữa nào tôi dạy cho anh ta một bài học nhé. Cho anh ta biết tay. Cậu đang cười nhạo tôi phải không? Cha, con sao vậy? Vừa trở về đã đánh nhau. Do cái tên Đồng Thịnh Vương đó mà. Cha, đây là Nhậm Minh Phong, anh em tốt của con. Cậu ấy về cùng con. Chào thị trưởng Mã. Nếu đã là như vậy thì cứ ở trong nhà đi. Đã lớn rồi mà vẫn chưa chín chắn lên được.
Nhị thiếu gia à, hai người bọn anh nhiều năm không gặp nhau rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, sao vừa gặp lại đã nhào vào đánh nhau? Thì tôi không thích cái nết của cậu ta. Nhẹ thôi. Tên nhóc này ra tay nặng thật đấy. Thiếu gia, anh cũng đâu có vừa. Tôi thấy mặt mũi anh ta cũng bị sưng mà, không tốt hơn anh là bao. Không được, tôi phải lấy lại thể diện mới được. Còn đánh nữa à? Anh đánh từ nhỏ tới lớn rồi vẫn chưa đủ sao? Tôi có bao giờ sợ hắn đâu chứ. Đúng, nhưng đánh như vậy cũng không phải là cách. Tôi khuyên anh hãy học vài chiêu từ chú Quan đi. Một chiêu đánh bại đối thủ, để hắn nhìn thấy anh thì bỏ chạy. Ý này hay đấy. Để tôi tự làm. Trước giờ Đồng Thịnh Vương chưa bao giờ vào sòng bạc. Sao hôm nay lại đến đây gây rắc rối chứ? Có một người tên là Lão Vương, thường đến sòng bạc của chúng ta để đánh bạc. Đồng Thịnh Vương thì có liên quan gì đến ông ta? Ông ta đâu? Gọi ông ta đến đây cho tôi. Vâng. Ý tôi là, tôi muốn nói là hắn. Ông thành thật chút cho tôi, chủ nhân có chuyện muốn hỏi ông. Ông chính là Lão Vương à? Thưa ngài, ngài tìm tôi có việc sao? Sao ông lại đắc tội với Đồng Nhị thiếu gia? Tôi không có đắc tội với hắn ta. Chuyện của tôi không liên quan gì đến hắn cả. Chuyện của ông? Chuyện của ông là gì? Tôi thì tôi hay đến chỗ Đồng đại thiếu gia để đòi tiền. Bị Nhị thiếu gia nhìn thấy nên hắn kiếm chuyện với tôi. Ông đòi tiền Đồng Thành Nghĩa sao? Sao cậu ta lại đưa tiền cho ông? Lê Giang, nha hoàn của cậu ta, là cháu gái tôi. Chỉ vì thế mà cậu ta đưa tiền cho ông sao? Tôi cũng biết Lê Giang, hình như là bị bán vào Đồng gia. Cô ta còn có quan hệ gì với ông nữa? Thưa ngài, ngài không biết đâu, Lê Giang này hình như có quan hệ không bình thường với đại thiếu gia. Không bình thường chỗ nào? Cháu gái tôi ngày nào cũng hầu hạ đại thiếu gia. Phim được dịch thuyết minh Cô Nam Quả Nữ tại Yfim TV. Thì việc qua lại với nhau khó mà tránh được. Có đúng không? Mọi chuyện cũng đơn giản. Ngài nghĩ xem, tại sao đại thiếu gia luôn cho tôi tiền? Chẳng phải là vì mặt mũi của cháu gái tôi sao? Lão Vương, cả vốn lẫn lời, ông đã nợ tôi bao nhiêu tiền rồi ông biết không? Tôi, thưa ngài, tôi bạn con đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài đi dạo rồi. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta đến Đông Hà. Cha ơi, con trai bất hiếu, 3 năm rồi không về báo hiếu cha. Ly rượu này con mời cha. Được rồi, tốt lắm. Lần này trở về, con còn vạm vỡ hơn trước kia khá nhiều. Đây đều là do luyện tập trong quân đội. Tốt lắm. Ăn cơm đi. Vâng. Lần này con về là nghỉ phép hay là sao? Đừng chậm trễ công vụ nhé. Thực ra lần này con về chính là để làm việc quan trọng, có nhiệm vụ à? Đúng vậy. Gần đây Đảng Cộng sản và người Nhật Bản hoạt động ở Đông Hà rất thường xuyên. Đông Hà là vị trí chiến lược, không thể có sơ suất gì được. Đúng rồi, cha bảo con điều tra Đặng Hạo Văn và Tần Diệp. Tra ra manh mối nào chưa? Tra ra rồi. Đặng Hạo Văn đến từ Đông Bắc. Chuyện trước ngày 18 tháng 9 thì chưa tra ra, con vẫn đang điều tra. Nhưng Tần Diệp, hành tung của cô ta hơn 2 năm nay rất đáng nghi, cho nên con nghi ngờ cô ta có thể là người cộng sản. Người bạn tình báo của con làm việc ở bộ phận nào? Thủ đoạn không tồi. Thực ra là con điều tra,
Con đã không còn làm trong quân đội trung ương từ năm ngoái rồi. Con vẫn chưa dám nói với cha. Cấp trên nghĩ con sẽ làm việc tốt hơn ở phương diện tình báo, nên đã cử con đảm nhận công việc tình báo. Chuyện ủy viên Trần bị ám sát, cha nghĩ là do Đảng Cộng sản làm sao? Chuyện này cha làm rất tốt, để bọn họ tự giải quyết. Đợi đã, có phải là phía Nam Kinh làm không? Là con hạ lệnh ám sát. Con sao? Thật sự do con làm sao? Con có biết mình đang làm gì không? Con đang chơi với lửa đấy biết không? Sao con có thể làm việc thế này chứ? Cha chỉ có một đứa con trai là con thôi. Nếu con có mệnh hệ gì thì cha phải làm sao? Cha, cha lo lắng cái gì chứ? Chỉ cần là vì đất nước thì con sẽ không có chuyện gì đâu. Nào, cha ơi, uống rượu đi. Rượu này cha còn uống nổi sao? Dùng con ma cờ bạc đó để khống chế đồng thành nghĩa. Rất hay. Như thế thì chúng ta có thể đưa nó ngồi lên ghế gia chủ Đồng Gia. Sau này sản nghiệp của Đồng Gia nhất định là của nó. Miễn là chúng ta nắm chắc nó trong lòng bàn tay. Tốt. Chuyện này phải hành động thật nhanh. Ngoài ra, tôi rất sợ cái tên Quan Kiến Vinh đó. Đúng vậy, hắn có cả danh vọng và bản lĩnh. Vẫy tay một cái là mọi người đều hưởng ứng. Quả thực là mối lo ngại lớn của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách cài cắm một người bên cạnh hắn. Nếu thuận lợi thì những trợ thủ đắc lực của em gái tôi đều sẽ cho chúng ta giải quyết. Cho dù em tôi có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không chống đỡ được lâu. Sao ông lại tới đây nữa? Mau cút đi. Đại thiếu gia không rảnh để ý đến ông đâu. Này, ông kia, ông có thái độ gì thế hả? Ông khinh thường tôi à? Ông chẳng phải chỉ là quản gia thôi sao? Thấy chưa hả? Đây là khế ước bán thân của Lê Giang năm đó. Trên đó viết rõ ràng, tôi có quyền chuộc lại con bé. Chỉ bằng ông sao? Tôi thì làm sao chứ? Ông nhanh chóng bảo Lê Giang thu dọn đi. Tôi sẽ đưa con bé đi. Muốn đưa cô ấy đi sao? Ông có tiền không? Tôi không có tiền. Nhưng mà trên đời có nhiều người giàu có hơn Đồng gia của ông mà. Tôi nói thật với ông luôn, có một thiếu gia nhà quyền quý nhìn trúng Lê Giang nhà chúng tôi. Cậu ấy muốn kết hôn với cháu gái tôi. Cậu ấy sẽ đưa tiền.